Nhìn vào trong. Giả sử bây giờ ta làm một cuộc thay đổi, ta không nhìn vào một hướng duy nhất như trước nữa. Ta được dạy phải dành suốt đời để theo đuổi những tư tưởng và dự phóng của ta. Ngay cả khi nói về tâm, thì ta cũng chỉ nói tới những ý tưởng và cảm xúc của nó. Và khi những nhà nghiên cứu khảo sát cái mà họ tưởng là tâm, thì họ cũng chỉ nhìn thấy những phóng ảnh của nó. Chưa từng có ai thực sự nhìn vào chính cái tâm, nền tảng từ đó tất cả những tư tưởng, ngôn từ khởi lên. Và điều này có những hậu quả bi thảm. Như Padmasambhava đã nói, ngay cả khi cái thường gọi là tâm được nhiều người bàn tới, nó vẫn không được hiểu thấu hoặc hiểu sai lạc một chiều. Vì tâm không được hiểu đúng như nó là trong bản chất nó, cho nên có nhiều tư tưởng triết học và lý thuyết ra đời. Lại vì người thường không hiểu được tâm, nên họ không nhận ra bản lai diện mục của họ và tiếp tục lang thang trong sáu nẻo luân hồi và ba cõi hữu mà kinh quá khổ đau. Bởi thế, không hiểu được bản tâm của bạn là một lỗi rất đáng buồn. Làm sao chúng ta có thể lật ngược tình huống? Rất giản dị, tâm ta chỉ có hai vị trí, nhìn ra và nhìn vào. Này, ta hãy nhìn vào. Điều khác biệt mà việc chuyển hướng nhìn ấy đem đến lại có thể rất lớn lao. Có thể lật lại những tay ách đang đè nặng thế giới. Khi có một số lớn người biết được bản tâm của họ, họ cũng sẽ biết được bản chất đầy quang vinh của cái thế giới trong đó họ sống và phấn đấu một cách dũng cảm cấp thiết, bảo trì nó. Một điều thú vị là tiếng Tây Tạng gọi Phật tử là Nampa, là người ở trong, nghĩa là người không tìm kiếm chân lý ở bên ngoài mà tìm trong bản chất của tâm. Mọi giáo lý và thực tập trong Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhìn vào tự tính của tâm, và nhờ vậy giải thoát ta khỏi nỗi sợ chết và giúp ta nhận chân được sự thật của cuộc đời. Việc nhìn vào trong, tức nội quán, đòi hỏi ta phải có sự tế nhị sâu sắc và đức can đảm lớn lao, một thay đổi tận gốc trong thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức. Chúng ta đã quá ghiền nhìn ra ngoài, đến nỗi ta hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa của ta. Chúng ta sợ phải nhìn vào trong, vì nền văn hóa chúng ta không cho ta biết một tí gì về những cái mà ta sẽ tìm gặp. Chúng ta lại còn nghĩ rằng nếu nhìn vào trong, ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn. Điều này là một trong những mánh khóe cuối cùng, hiệu lực nhất của bản ngã để ngăn cản ta khám phá bản chất chân thật của mình. Chúng ta đã làm cho đời sống trở nên cuồng nhiệt tới nỗi ta trừ khử mọi lăm le muốn nhìn vào trong. Cả đến ý nghĩ ngồi thiền cũng làm cho người ta sợ hãi. Khi nghe nói đến không hay vô ngã, họ tưởng là mình phải trải qua những trạng thái như bị ném ra khỏi con tàu vũ trụ để chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo âm u. Thực không gì sai lạc sự thật hơn thế. Nhưng trong một thế giới dành trọn cho cuộc giải trí, thì sự im lặng và yên lặng làm cho ta sợ hãi. Ta tự bảo vệ để tránh né chúng bằng sự huyên náo và những công việc rộn ràng. Nhìn vào bản chất của tâm ta là chuyện chót bẹt mà ta dám làm. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc nào về ta là ai, vì sợ sẽ khám phá có một thực tại khác hơn sự thật hiện tại này. Sự khám phá ấy sẽ làm gì với cái kiểu sống của ta bấy lâu nay? Bạn bè, đồng nghiệp của ta sẽ phản ứng ra sao trước cái điều mà bây giờ ta mới biết? Kèm theo kiểu biết là trách nhiệm. Có đôi khi kẻ tù nhân chọn lựa ở lại, ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung. Những hứa hẹn của giác ngộ. Trong thế giới hiện nay, ít có những mẫu người thể hiện được những đức tính do sự trực ngộ bản tâm đem lại. Bởi thế, thật khó cho chúng ta tưởng tượng được giác ngộ ra sao. Nhận thức của một người đã giác ngộ là thế nào? Huống hồ
tin nổi rằng chính mình cũng có thể giác ngộ. Mặc dù luôn luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân, xã hội chúng ta kỳ thực xem chúng ta như những kẻ luôn bị ám ảnh bởi quyền lực, tiền và dục tính, và bất cứ lúc nào cũng cần phải lôi kéo chú ý của ta ra khỏi sự chết chóc hay sự sống chân thật. Nếu có ai bảo cho ta biết, hay nếu ta bắt đầu đánh hơi được tiềm năng sâu xa của mình, thì ta không thể nào tin nổi chuyện ấy. Và khi ta động nghĩ tới việc là một cuộc chuyển hóa tâm linh, ta lại thấy rằng chỉ có những bậc thánh hiền trong quá khứ mới làm nổi điều ấy. Đức Đà Lai Lạt Ma thường nói đến sự thiếu niềm tự tôn trọng, tự thương lấy mình nơi nhiều người trong thế giới hiện nay. Bên dưới toàn bộ nhân sinh quan của ta là một sự cả quyết có tính cách thần kinh loạn về những giới hạn của chúng ta. Điều ấy làm cho ta mất hết hy vọng thức tỉnh và ngược lại với chân lý trọng tâm của lời Phật dạy, đó là sự cốt tủy, chúng ta vốn toàn thiện. Ngay cả khi có thể nghĩ đến chuyện đạt giác ngộ, thì chỉ cần nhìn vào những gì làm nên cái tâm thường ngày của ta: giận dữ, tham lam, ganh tị, ác ý, bạo tàn, nhục dục, sợ hãi, lo lắng, dao động, cũng đủ làm cho ta không còn hy vọng gì đạt giác ngộ. Nếu ta không được bảo cho biết rõ về tự tính thanh tịnh của tâm và về khả năng ta chắc chắn có thể thực chứng được tự tính ấy. Nhưng sự giác ngộ vốn thực có, và có nhiều bậc thầy đã giác ngộ hiện còn sống trên trái đất. Khi bạn gặp được một vị như vậy, bạn sẽ xúc động tận tâm can và sẽ thấy rằng mọi danh từ như giác ngộ và trí tuệ mà lâu nay bạn tưởng chỉ là những ý niệm thì ra là có thực. Mặc dù đầy những nguy hiểm, thế giới này vẫn là một cõi thật hấp dẫn. Tâm thức Tây Phương đang dần mở ra trước những tri kiến khác nhau về thực tại. Những bậc thầy vĩ đại như Đức Dalai Lama và mẹ Teresa có thể được trông thấy trên màn ảnh truyền hình. Nhiều bậc thầy Đông Phương đang viếng thăm và giảng dạy giáo lý ở Tây Phương. Và những sách vở từ mọi truyền thống huyền học đang càng ngày càng có nhiều độc giả. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy, để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu. Sự giác ngộ, như tôi đã nói, là có thực, và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể, nếu được huấn luyện đúng cách và gặp đúng thời tiết nhân duyên, sẽ trực nhận được tự tính tâm và nhờ thế biết được trong ta có cái bất tử và vĩnh viễn thuần tịnh. Đây là sự hứa hẹn trong mọi truyền thống huyền học của nhân loại, và nhiều ngàn người đã và đang thực chứng điều đó. Điều kỳ diệu của sự hứa hẹn này là nó không phải là một cái gì thần kỳ, xa lạ gì cả. Nó không phải chỉ dành cho một số ít người xuất sắc được chọn lọc, mà dành cho toàn thể loài người. Và khi trực nhận được bản tâm, thì thấy như lời các thiền sư bảo, nó bình thường một cách kỳ lạ. Chân lý về tâm không phải là một cái gì rắc rối bí truyền. Nó kỳ thực là lương tri sâu xa. Khi ta trực ngộ bản tâm, thì những tầng lớp mê lầm rơi rụng. Thực sự không phải là bạn thành Phật, mà bạn chỉ có chấm dứt mê hoặc, hết bị ảo tưởng lừa dối. Và thành Phật không có nghĩa là thành một siêu nhân có nhiều quyền năng tâm linh, mà thành một con người đúng nghĩa. Một trong những truyền thống lớn của Phật giáo Tây Tạng gọi bản chất của tâm là trí tuệ của bình thường. Tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần mới được. Tự tính chân thật của chúng ta với bản tính của mọi sự vật không phải là một cái gì lạ lùng. Điều mỉa mai là chính cái thế giới mà ta gọi là thường nhật ấy mới thật lạ lùng, một màn ảo hóa ly kỳ tinh vi của cái thấy mê lầm trong sinh tử. Chính cái thấy lạ lùng ấy đã làm ta mù mắt đối với bản tính tự nhiên, bình thường của tâm. Hãy thử tưởng tượng những vị Phật đang nhìn xuống chúng ta. Các ngài sẽ kinh ngạc đau buồn xiết bao để thấy sự khôn lanh chết người và tính phức tạp trong cái vô minh của chúng ta. Đôi khi,
chính vì ta vẫn thường rắc rối một cách không cần thiết, mà khi được một bậc thầy khai thị bản tâm, ta không thể tin được rằng nó quá đơn giản như thế. Cái tâm thường ngày của ta bảo ta rằng không thể thế được, phải có cái gì khác hơn thế chứ. Chắc phải huy hoàng hơn, phải có nhiều hào quang xẹt xung quanh ta, có chư thiên với đầu tóc vàng óng bay lả tả từ trên trời xà xuống gặp ta mà loan tin. Thế là bạn đã được khai thị bản tâm rồi đấy, hoàn toàn không có cái màn ấy đâu. Vì trong nền văn hóa chúng ta đã quen đánh giá tri thức quá cao, nên ta cứ tưởng rằng muốn giác ngộ thì cần phải có một trí thông minh phi thường. Tây Tạng có một ngạn ngữ rằng, nếu bạn quá thông minh, bạn có thể hụt mất hoàn toàn cái cốt tủy. Patrun Rinpoche đã nói, cái tâm duy lý có vẻ hay đấy, nhưng chính nó là hạt giống của mê lầm. Con người có thể bị ám ảnh bởi chính những lý thuyết của mình và hụt mất cái cốt tủy trong mọi sự. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, lý thuyết giống như những biến vá trên chiếc áo, có ngày cũng phải cũ mòn. Tôi xin kể cho bạn nghe một mẩu chuyện lý thú. Một bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ trước, có một người đệ tử rất ngu đần. Ông đã giảng dạy nhiều lần, cố khai thị cho y trực ngộ bản tâm mà y vẫn không ngộ. Cuối cùng, bậc thầy nổi giận bảo, này, ngươi hãy mang bao lúa mạch này đi lên trên đỉnh núi xa kia, nhưng không được dừng lại nghỉ. Phải đi một mạch cho tới đỉnh núi. Người đệ tử tuy ngu đần, song có lòng sùng kính và hoàn toàn tin tưởng nơi thầy, nên đã làm y như lời thầy dạy. Bao lúa rất nặng, nhưng y vẫn mang lên núi, không dám dừng lại nghỉ. Y cứ đi mãi, và cái bao mỗi lúc một nặng thêm. Y phải mất một thời gian dài, và cuối cùng, khi lên tới đỉnh núi, y thả cái bao ngồi phịch xuống đất, kiệt sức vì mệt nhọc, nhưng bắt đầu thư giãn, nhẹ nhàng. Y cảm thấy gió núi mát lạnh trên mặt. Tất cả sự trơ lì đối với giác ngộ nơi y bỗng tan biến, cùng với cái tâm thường ngày của y. Mọi sự dường như ngừng phát lại. Ngay lúc ấy, y thình lình trực ngộ bản tâm. Y nghĩ, ồ, thì ra đây là cái mà thầy đã chỉ cho ta bấy lâu nay. Y chạy xuống núi trở về và trái với mọi quy ước thường ngày, y đâm sầm vào phòng thầy. Con nghĩ rằng con đã được nó, con thực sự đã được nó. Vị thầy mỉm cười để cảm thông nhìn y mà nói, thế là con đã có một chuyến leo núi thú vị đấy chứ. Ngay cả bạn, bất kể bạn là ai, cũng có thể có cái kinh nghiệm mà người môn đệ kia đã gặp trên đỉnh núi. Và chính cái kinh nghiệm ấy sẽ đem lại cho bạn đức tính vô úy để điều đình với sống chết. Nhưng vì là cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu nghiệm nhất để khởi hành đi tìm nó. Bước đầu tiên là thực tập thiền định. Chính thiền định dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày, lột mặt nạ nó, làm cho kiệt quệ những ảo tưởng và tập quán của nó, để chúng ta có thể vào đúng thời tiết trực nhận ra ta là ai. Trên 2.500 năm về trước, một người đã đi tìm chân lý trong nhiều đời kiếp, đi đến một chỗ thanh vắng miền Bắc Ấn và ngồi dưới một bóng cây. Người ấy tiếp tục ngồi dưới cây với một tâm cả quyết vô biên và thề sẽ không đứng dậy nếu không tìm ra chân lý. Tương truyền, vào lúc hoàng hôn, người ấy đã chiến thắng tất cả những năng lực hắc ám của mê vọng. Và bình minh hôm sau, khi ngô sao mai xuất hiện trên nền trời, người ấy đã được đền bù cho lòng kiên nhẫn trường kỳ, cho kỷ luật và sự tập trung toàn hảo của mình bằng sự chứng đắc tuệ giác, cái mục đích tối thượng của đời người. Vào giây phút thiêng liêng ấy, trái đất cũng phải rùng mình, như thể say sưa trong niềm phúc lạc. Và kinh điển đã ghi rằng, không ai trong giờ phút ấy, ở bất cứ đâu, nổi giận hay ốm đau, buồn khổ, không ai làm ác, không ai kiêu căng ngã mạn, thế giới trở nên hoàn toàn thanh tịnh, dường như vừa thể đạt tới sự toàn thiện. Con người ấy được biết dưới danh hiệu là Đức Phật. Thầy Nhất Hạnh đã mô tả sự giác ngộ của Phật bằng những lời đẹp đẽ như sau.
Gotama cảm thấy như thể là cái ngục tù giam giữ mình cả ngàn đời vừa mới mở tung. Vô minh chính là người giữ ngục. Vì vô minh, tâm người đã bị che mờ, hệt như trăng sao bị mây che trong bầu trời giông bão, bị vây bủa bởi nhiều làn sóng vọng tưởng bất tận. Tâm ta đã cắt xén thực tại một cách sai lầm, thành ra chủ thể và đối tượng, ta và người, hữu và phi hữu, sinh và tử, và do phân biệt khởi lên tà kiến. Đó là những ngục tù của thọ, ái, thủ và khẩu. Nỗi khổ sinh già bệnh chết chỉ làm cho vách tường nhà tù dày thêm. Điều duy nhất phải làm là tóm lấy kẻ giữ ngục mà nhìn vào mặt thật của y. Kẻ giữ ngục chính là vô minh. Khi kẻ giữ ngục đã bỏ đi thì nhà tù sẽ tan biến và không bao giờ được xây trở lại. Những gì Phật thấy là sự không biết bản tâm chính là nguồn gốc của tất cả đau khổ trong sinh tử, và nguồn gốc của vô minh chính là khuynh hướng sao lãng của tâm ta. Cái khuynh hướng đã thành thói quen khó gỡ. Chấm dứt cái tâm lơ đễnh ấy chính là chấm dứt sinh tử, và chìa khóa đưa đến sự chấm dứt là đưa tâm về nhà, trở về bản tính chân thật của nó nhờ sự thực tập thiền định. Đức Phật ngồi trên đất với cung cách khiêm hạ bình an, trên cao và quanh ngài là trời đất bao la, như thể chỉ cho ta rằng trong khi thiền định, bạn nên ngồi với một tâm thái rộng mở khoáng đạt như bầu trời, mà đồng thời vẫn hiện diện có nền tảng vững vàng trên mặt đất. Bầu trời là bản tính tuyệt đối của chúng ta, vốn không có rào cản, không biên giới. Còn mặt đất là thực tại của chúng ta, hoàn cảnh tương đối và thường nhật của ta. Dáng ngồi khi ta thiền định có nghĩa rằng ta đang nối cái tuyệt đối với tương đối. Trời và đất như đôi cánh của một con chim thể nhập cái bản tâm bất tử như bầu trời với cái bản chất phù sa khả loại của ta như đất. Năng khiếu tập thiền định là năng khiếu vĩ đại nhất mà bạn có thể tự đem lại cho mình trên cuộc đời này. Vì chỉ nhờ thiền định bạn mới có thể khởi hành cuộc hành trình đi tìm bản chất chân thực của bạn. Và nhờ vậy tìm thấy niềm tin vững chãi mà bạn cần để sống tốt đẹp và chết tốt đẹp. Thiền định chính là con đường đưa đến tuệ giác. Luyện tâm. Có rất nhiều cách trình bày về thiền định, và có lẽ tôi đã giảng dạy cả ngàn lần về thiền, nhưng mỗi lần một khác, và mỗi lần nó đều trực tiếp và mới mẻ. May thay, ta sống trong một thời đại mà tất cả mọi người trên thế giới đều quen thuộc với thiền định. Càng ngày thiền càng được chấp nhận như một lối tập luyện bỏ qua và vượt trên tất cả những hàng rào văn hóa và tín ngưỡng, giúp hành giả thiết lập một tiếp xúc thẳng với sự thật của bản thể họ. Đây là một luyện tập vượt ngoài giáo điều của các tôn giáo và là tinh túy của tôn giáo. Thông thường chúng ta lãng phí đời mình lạc ra ngoài cái ngã chân thật của ta trong những hoạt động bất tận. Thiền trái lại là phương pháp đưa ta trở về chính mình. Ở đấy ta có thể thực sự chứng nghiệm và thưởng thức cái bản thể toàn vẹn của ta, vượt ngoài mọi mẫu mực thói quen. Những cuộc đời của chúng ta được sống trong đấu tranh căng thẳng và lo âu, trong sự quay cuồng của tốc độ và bạo động, trong cạnh tranh bám víu, chiếm hữu, thành công. Ta mãi mãi chất đầy những hoạt động và bận rộn thuộc ngoại vi. Thiền chính là cái ngược lại. Thiền định là làm một cuộc tuyệt giao với cái cách ta hành động bình thường. Vì đấy là trạng thái không lo lắng, không bận tâm, không có cạnh tranh, không có ham muốn sở hữu hay níu kéo một thứ gì, không có sự phấn đấu quyết liệt đầy âu lo, và không có sự khao khát đạt thành. Một trạng thái không có tham vọng, không có lấy hay bỏ, không hy vọng cũng không sợ hãi. Một trạng thái trong đó ta dần khởi sự buông bỏ mọi cảm xúc và khái niệm để giam hãm ta, để tung cánh vào bầu không gian của tính tự nhiên đơn giản. Những bậc thầy về thiền định trong Phật giáo biết rõ tính dẻo dai, dễ sử dụng của tâm ta là như thế nào. Nếu ta luyện được nó,
thì không có gì là bất khả. Quả thực, ta đã được huấn luyện một cách thuần thục bởi sinh tử và cho sinh tử. Được luyện để nổi ghen tuông, được luyện để bám víu chấp thủ, được luyện để lo âu phiền muộn, thất vọng thèm khát, được luyện để phản ứng lại một cách tức giận đối với bất cứ gì khiêu khích chúng ta. Thật vậy, chúng ta được luyện thuần thục tới mức độ mà những cảm xúc tiêu cực ấy khởi lên một cách tự nhiên. Chúng ta không cần cố gắng làm cho chúng phát sinh ra. Bởi thế, mọi sự đều là vấn đề huấn luyện và năng lực của thói quen. Nếu tâm chuyên chú vào sự nghiệp vô minh, thì ta sẽ thấy nó trở thành một chúa tể của vô minh, chuyên viên nghiện ngập, tinh vi và mềm dẻo trong thói nô lệ của nó. Nếu tâm chuyên chú vào thiền định, vào sự nghiệp tự giải thoát ra khỏi ảo tưởng, thì ta sẽ thấy với thời gian, kiên nhẫn, kỷ luật và luyện đúng, tâm ra khởi sự mở gút và biết được niềm phúc lạc và trong sáng nguyên ủy của nó. Luyện tâm tuyệt nhiên không có nghĩa là gượng ép, ức chế nó hay tẩy não cái tâm. Luyện tâm là trước hết thấy được một cách trực tiếp và cụ thể tâm thực sự vận hành như thế nào, một kiểu biết mà ta có thể rút từ những giáo lý tâm linh và qua kinh nghiệm của mình trong sự thực hành thiền định. Rồi bạn có thể dùng sự hiểu biết ấy để thuần hóa cái tâm và làm việc với nó một cách khéo léo, làm cho nó càng ngày nhu nhuyễn. Để bạn có thể trở thành chủ nhân của chính tâm mình và sử dụng nó cho cứu cánh viên mãn và lợi lạc nhất. Bậc thầy Santideva vào thế kỷ thứ 8 đã nói: nếu buộc chặt con voi tâm bằng sợi dây chánh niệm thì mọi sợ hãi tan biến, hạnh phúc toàn vẹn đến với ta. Tất cả kẻ thù, cọp, sư tử, voi, gấu, rắn, những cảm xúc, tất cả ngục tốt ở địa ngục, ngạ quỷ, những sự khủng khiếp, tất cả thứ ấy đều bị trói nhờ bạn đã làm chủ được tâm. Hàng phục một tâm ấy thì mọi sự đều được hàng phục, vì do tâm mà có ra mọi sợ hãi và vô lượng khổ đau. Cũng như một văn sĩ sau nhiều năm dày công học hỏi mới có được cách diễn đạt tự nhiên, hoặc như một vũ công chỉ thành đạt nhờ nỗ lực lớn và kiên nhẫn. Cũng thế, khi bạn bắt đầu hiểu được thiền định sẽ đưa bạn tới đâu, thì bạn sẽ xem nó như sự nghiệp lớn nhất của đời mình. Nó đòi hỏi ở bạn một sự kiên trì sâu xa, lòng hăng hái, trí thông minh và kỷ luật. Trọng tâm của thiền định. Mục đích thiền định là để làm thức dậy trong ta cái tự tính của tâm giống như bầu trời ấy, và để cho ta thấy bản lai diện mục của ta, tính giác không thay đổi nơi ta, cái nằm đằng sau toàn thể sự sống và chết. Trong cái yên lặng và im lặng của thiền, ta thoáng thấy và quay về với sự tự tính sâu xa ấy, cái mà từ quá lâu ta đã không thấy được giữa những bận rộn và sao lãng của tâm. Có phải lạ lùng là tâm ta không thể ở yên lâu hơn chốc lát mà không theo đuổi bám víu một lối sao lãng nào đó? Nó bất an, rộn ràng tới nỗi lắm lúc tôi nghĩ rằng sống trong một đô thị tân tiến là ta đã giống như những linh hồn bị giày vò trong trạng thái trung gian sau khi chết, lúc mà tâm theo tử thư được mô tả là vô cùng xao xuyến. Theo tài liệu đáng tin thì hết 13% người Mỹ mắc phải chứng rối loạn thần kinh. Điều ấy nói gì về cách sống của chúng ta? Chúng ta bị phân đoạn thành quá nhiều phương diện khác nhau. Chúng ta không biết mình thật sự là ai, hay ta nên đồng hóa mình với phương diện nào, nên tin tưởng cái gì? Quá nhiều tiếng nói mâu thuẫn, nhiều mệnh lệnh và cảm thức khác nhau giành giật quyền kiểm soát đời sống nội tâm ta, đến nỗi ta tự thấy mình rã rời ra từng mảnh ở khắp mọi nơi, mọi hướng, không còn ai ở nhà. Thiền định như vậy chính là đem tâm trở về nhà. Trong giáo lý Phật, chúng ta nói có ba việc làm nên sự khác nhau sự tu thiền của bạn: hoặc để đem lại thoải mái bình an tạm thời, hoặc để đưa đến tự giác giác tha. Ba việc đó gọi là tốt ở chặng đầu, chặng giữa
và chặng cuối. Tốt ở chặng đầu bắt nguồn từ cái ý thức rằng chúng ta và mọi khẩu tình tự căn để đều có Phật tính, tinh chất sâu xa nhất của ta, và trực ngộ được nó thì thoát khỏi vô minh và chấm dứt vĩnh viễn mọi đau khổ. Bởi vậy, mỗi lần khởi sự tập thiền định, chúng ta được điều động bởi cái ý thức ấy và phát tâm cống hiến sự tập thiền của mình và cả cuộc đời mình cho việc giác ngộ tất cả chúng sinh trong tinh thần lời nguyện sau đây mà chư Phật trong quá khứ đã từng phát ra. Nhờ năng lực và chân lý của tập luyện này, mong tất cả khẩu tình được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Mong tất cả đều thoát khổ đau và nhân của khổ đau. Mong tất cả không rời hạnh phúc tối thượng, không sầu. Mong tất cả sống hỷ xả, không thương ghét, và sống tin ở bình đẳng của mọi loài. Tốt ở chặng giữa là tâm thái khi ta đi vào trọng tâm của luyện tập, mong thực chứng bản tâm, từ đấy khởi lên sự không chấp thủ, thoát khỏi mọi khái niệm phân biệt, và một tỉnh thức để thấy mọi sự tự nó trống rỗng, không thực chất, như huyễn, như mộng. Tốt ở chặng cuối là cách ta kết thúc thời thiền tập bằng sự hồi hướng tất cả công đức với lời cầu nguyện thành khiết như sau. Mong rằng bất cứ công đức gì có được do thời thiền tập này đều hướng về sự giác ngộ tất cả khẩu tình. Mong rằng nó trở thành một giọt nước trong biển công hạnh của chư Phật đang làm việc không biết mệt để giải thoát tất cả chúng sinh. Công đức là công năng tích cực và lợi lạc, niềm bình an hạnh phúc mà sự tu tập thiền định của bạn tỏa chiếu ra. Bạn cống hiến công đức ấy cho sự an lạc lâu dài của hữu tình, cho sự giác ngộ của chúng. Gần hơn thì bạn hồi hướng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho mọi người thoát khỏi thiếu thốn bệnh tật, được sức khỏe và hạnh phúc lâu bền. Rồi khi nhận thức bản chất mộng huyễn của thực tại, bạn tư duy rằng trong ý nghĩa sâu kín nhất thì bạn, người hồi hướng, những chúng sinh mà bạn cống hiến công đức và chính các hành vi hồi hướng, cả ba thứ đều trống rỗng, huyễn hóa. Điều này được nói trong giáo lý là để niêm phong thời thiền định. Bảo đảm sao không cho một giọt nào của công năng thuần tịnh của nó bị rò rỉ, và để chắc chắn không một chút công đức nào của sự thực hành là bị lãng phí. Những nguyên tắc thiêng liêng này, cách khởi tâm thiện xảo, thái độ không chấp thủ và sự hồi hướng sau cùng để niêm phong là những gì làm cho việc thiền tập của bạn thực sự có năng lực, đem lại giác ngộ. Ba nguyên lý này được Longchenpa, bậc thầy Tây Tạng, mô tả là trái tim, con mắt và sức sống của sự thực hành chân chính. Như Nyosun Kempo đã nói, muốn đạt toàn giác, nhiều hơn thế thì dư, mà ít hơn thì thiếu.